Sao chị không đưa cái áo mới mà hôm trước chị mua đưa cho anh Kiên mặc ạ? Hay là chị mua cho ai? Chị đừng nói với em là chị mua cho người khác đấy nhá. Chị mà làm điều gì khuất tất sau lưng anh Kiên thì đừng có trách em. Em thấy cái áo sơ mi mới của anh rất đẹp. Anh mới mua à? À, áo này là một người bạn tặng cho anh. Người đấy là một người rất tinh tế. Hóa ra chính anh là người yêu của con bé à? Thế mà lúc yêu tôi, anh bảo là anh chỉ yêu có mình tôi thôi. Anh đúng là cái đồ khốn nạn đấy. Tôi đi. Ơi, lá cho anh cái áo cái. Dạo này chị dâu ấy bận quá, chả ai lá cho anh. Áo cũ thế này mà anh vẫn mặc à? Sao không lấy cái áo mới mà hôm trước chị quên mua cho? Áo nào? Chị dâu nhà mày đã bao giờ mua quần áo cho anh đâu? Toàn anh nhờ mày hoặc là anh tự mua ấy chứ. Rõ ràng là hôm trước em thấy chị mua một cái áo mới ở cửa hàng đồ nam ra mà nhờ. Thế á? Ừ. Thì chắc là mua cho ai hay là mua cho sếp ấy mà. Mà này, mày có nhìn đồng đấy. Nhầm là nhầm thế nào? Chị mua một cái áo sơ mi màu xanh, bước ra từ cửa hàng, em định chạy ra hỏi thì chị đi mất rồi. Này, anh mà không để ý chị ý, người ta cắm sừng lên đầu anh lúc nào không biết đấy. Ờ hay con này, chị dâu mày phải mới như thế đâu. Ừ. Đừng có mà tự tin thái quá. Dạo này á, em thấy chị chăm váy vóc, trang điểm trước khi ra ngoài đấy. Nếu mà xảy ra chuyện gì, đừng trách em không báo trước. Được rồi, được rồi, được rồi. Đi lại cho anh áo đi, mà đi lại. Vâng. Chị Quyên, sao chị không đưa cái áo mới mà hôm trước chị mua đưa cho anh Kiên mặc ạ? Hay là chị mua cho ai? Chị đừng nói với em là chị mua cho người khác đấy nhá. Chị mà làm điều gì khuất tất sau lưng anh Kiên thì đừng có trách em. Ơ kìa Ly, sao mẹ nói như thế? Cái áo đấy là chị mua tặng sinh nhật của anh đồng nghiệp ở cơ quan thôi. Ở cơ quan ý, chị là người lo việc đấy mà. Sinh nhật á? Mà thường công ty em tổ chức sinh nhật là mời cả dâu cả rể cơ mà. Sao lần này chả nói gì với anh nhỉ? Thì đây là nhân viên mới vào, nhân viên thực tập thôi, chưa làm chính thức. Anh làm sao mà biết được? Thế à? Em đưa áo đấy, chị đi là cho. Vâng ạ. Đấy, mày nghe gì chưa? Mày cũng vừa vừa phải thôi nhá. Lần sau ăn nói thế với chị dâu anh không bỏ qua đâu. Nhưng mà... Nhường nhịn cái gì? Lên chuẩn bị quần áo mà đi làm đi. Vào. Em. Ly. Em sao đấy? Áo của anh dính gì à? À không, em thấy cái áo sơ mi mới của anh rất đẹp. Anh mới mua à? À, áo này là một người bạn tặng cho anh. Người đấy là một người rất tinh tế. Là ai? Sao em không biết? À, thì một người làm cùng công ty với anh. Người ta là phụ nữ nên anh mới nói thế. Sao tự nhiên công ty lại tặng áo? À, công ty của anh chiến dịch vừa mới kết thúc nên chuyện công ty thưởng cho nhân viên là chuyện bình thường mà. Hôm trước em vừa thấy anh nói về công ty mới bắt đầu chiến dịch, sao hôm nay đã kết thúc rồi? Anh đừng có nói dối em. Em bỏ ngay cái thói nghi ngờ vớ vẩn đấy đi. Em mà cứ như vậy thì không bao giờ có thể nói được chuyện lâu dài với nhau đâu. Cứ như này mãi thì anh và em chia tay đấy. Anh vừa mặc cái áo mới mà em đã nghi ngờ vô cớ vớ vẩn. Anh ăn, anh mặc hay anh làm gì em đều muốn biết. Anh cảnh cáo em bỏ ngay ý định kiểm soát cuộc đời của anh đi. Anh có việc, anh phải đi trước đây. Cho chuyện đến nhà em. Tùy em muốn làm nào cũng được.
Sao thế? Mà cơm không ăn thì gạo còn đấy. Em cứ cứng đầu ấy nhỉ. Mà cả anh chị của em khó chịu quá. Thế anh không muốn gặp gia đình em à? Không phải. Tại chiều nay anh có cuộc hẹn. Anh hẹn với ai mà quan trọng thế? Hẹn với gia đình em thì đòi hủy, còn hẹn với người khác á, thì lo lắng. Thế là thế nào? Đâu, tại chiều nay anh... Thôi được rồi, mình đã đến đây thì cứ vào đi, một lúc rồi về nhá. Đi, đi. Anh ơi, em về rồi. À, về rồi đấy à? Dạ, em chào anh. Ôi, em rể cao to đẹp trai quá. Cô đi, cô đi, cô đi. Này, đợi chú ơi lâu rồi đấy nhá. Hôm nay mãi mới có dịp em đi qua chơi với anh. Dạ. Yeah. Vợ ơi, em rể tương lai đến rồi này. Đẹp dài quá nhỉ. Người yêu của Ly đến rồi anh à? Thật. Vâng ạ. Chào chị ạ. Sao thế? Em rể đẹp dài quá ấy. Ờ, thôi, nhà mình vào ăn luôn kìa. Vâng ạ. Chuẩn bị xong hết rồi đấy. Đi, đi, đi. Chị, 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 chị. Xem quá. Ôi, anh ra ngoài nghe ngoài. Ở nhà bán cơm trước nhá. Anh cứ nghe đi anh. Ờ, em đi cất túi nhá. Anh giúp chị em dọn dẹp nhá. Chính anh là người yêu của con bé à? Thế mà lúc yêu tôi, anh bảo là anh chỉ yêu có mình tôi thôi. Anh đúng là cái đồ khốn nạn đấy. Em tôi đi. Em định nói cho hai anh em họ biết à? Mau chấm dứt với con bé đi. Còn không ấy, anh đừng trách tôi là ác. Sao em buồn cười thế nhở? Về đến nhà em làm vợ hiền chị đảm, giờ em lại còn bắt anh chung thủy. Em không thấy mình buồn cười à? Im mồm. Anh mà nói nữa ấy, lộ ra một cái là chết cả lũ đấy. Mau quần xéo khỏi nhà này đi. Nhưng mà anh không đi được. Anh phải ở lại đây thêm một tí nữa. Hôm nay cũng như em hấp dẫn quá. Anh muốn... Hai người. Em khốn nạn. Hai người lén lút với nhau được bao lâu rồi? Kìa em, anh với cô ta chỉ... Đừng có nói nữa. Tôi đã nghe thấy hết rồi. Em đúng là vô liêm sỉ. Một người là chị dâu tôi, một người là người yêu của tôi. Ly, Em nghe chị giải thích đã. Chị với anh ta không liên quan gì đến nhau cả. Chính anh ta là người đã sàm sỡ chị. Chị không... Chị đừng có giải thích nữa. Từ khi chị mua chiếc áo sơ mi mới, tôi đã nghi ngờ rồi. Hôm nay tôi đưa anh đến đây chỉ để xác nhận thôi, và để anh trai tôi biết về bộ mặt thật của chị. Ô này, sao nhà có khách mà mày cứ làm loạn lên thế hả? À? Đấy, anh vào mà xem đi. Em nói thì anh không tin đâu, nhưng bây giờ 2 năm rõ 10 rồi nhá, bọn họ cặp kè gian díu với nhau. Ôi, okay. Mày bị dở à? Đây là chị dâu của mày, còn đây là người yêu mày vừa dẫn về. Mày nói linh tinh cái gì đấy? Anh ơi, Ly nó hiểu lầm thôi anh ạ. Chỉ là hiểu lầm thôi ạ. Anh kệ Ly đi. Đừng có ra mồm nữa. Hai người nói chuyện với nhau, tôi ghi âm hết rồi. Tôi còn có ảnh hai người hẹn hò vui vẻ với nhau nữa đấy. Em sợ anh không tin nên em đã thu thập bằng chứng rồi. Ê, không có anh gì đâu anh ơi, mọi chuyện không như anh nghĩ đâu ạ. Anh em giải thích đã. Kìa anh, thì cô giải thích sao với những cái bằng chứng này đấy hả? Thì ra cô đã... Cô đi làm gì? Đúng, tôi đã rất buồn khi hai người phản bội tôi. Nhưng khi nghĩ đến cảnh hai người lừa dối anh em tôi không chịu được. Bây giờ anh cút ra khỏi nhà tôi. Còn việc của chị để anh tôi giải quyết. Em xin anh đấy ạ. Anh cho em một cơ hội đi. Nghe em giải thích đã. Uổng công tôi tin tưởng cô, thế mà cô lại lừa dối tôi, phản bội tôi à? Cái loại đàn bà như cô ấy, đừng để tôi nhìn thấy trên đời nữa. Cút! Anh... Cút! Anh...